Chào bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề là biết người, biết mình trong trong khởi nghiệp. Thì Tôn Tử viết là tri bỉ, tri kỷ giả, bách chiến, bất đãi. Bất tri bỉ tri kỷ giả, nhất thắng nhất phụ. Bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất đãi. Có nghĩa là biết người, biết mình thì trăm trận không bại. Không biết người mà chỉ biết mình thì trận thắng trận thua, không biết người cũng chẳng biết mình thì trận nào cũng nguy gấp gấp trăm lần. Thì có rất nhiều người từng nắm giữ nhiều chức vụ cao ở các công ty lớn trong và ngoài nước, nhưng khi họ ra lập nghiệp thì họ đều thất bại ngay lập tức, hoặc là họ thoi thóp, họ mãi biết loay hoay xoay vòng tròn. Có nhiều người họ cặm cụi kiếm từng đồng xu lẻ, năm này qua tháng nọ vẫn thế, vẫn nghèo, chả dư được đồng nào. Lâu năm không không gặp, rồi bỗng chốc một ngày thì những cái bạn đó là leader của một một đội toàn những thằng giỏi cả, kiếm tiền như nước. Đấy. Đấy là những cái chia sẻ của một anh và mình chỉ đọc lại thôi, mình chỉ chia sẻ lại thôi. Đấy. Và về cơ bản thì không phải là những bạn ở nhóm 1 là tự dưng kém đâu, những người ở nhóm 2 thì bộc phát đâu. Không phải nhóm 1 là đen, nhóm 2 là may mắn. Thất bại hay thành công thực ra chỉ là một ý niệm, không có đúng sai, chỉ có sự phù hợp hay không. Quan trọng là bạn phải biết lựa chọn. Khi bạn ở một vị trí cao, làm việc lâu ở một quy trình đã hoàn chỉnh, vậy tại sao không lựa chọn ở một môi trường thích hợp để phát triển tốt hơn cái ưu thế của bản thân mình? Khi bạn phải build, tức là bạn phải xây dựng lại mọi thứ từ con số 0, tại sao không lựa chọn linh hoạt bản thân và điều chỉnh mọi thứ thật phù hợp với nguồn lực hiện có, mà cứ chăm chăm vào cái quy trình của doanh nghiệp ngàn tỷ, công ty chưa, trong khi công ty mình chưa có tỷ nào, đúng không? Cũng như khi bạn đang làm việc ở một cái vị trí công việc ổn định, liệu bạn có đủ can đảm để lựa chọn bỏ lại hết, là làm công việc chưa từng thử sức nhưng lại có năng lượng biến đổi cuộc đời bạn? Với một câu hỏi, nếu mà rơi vào nghịch cảnh môi trường cố định không thể lựa chọn được thì bạn phải làm như thế nào, đúng không? Về cơ bản, kiểu gì là kiểu, chúng ta cũng có quyền được lựa chọn. Nếu chẳng may rơi vào trạng thái nghịch cảnh, nếu khả năng hiện tại chưa đủ để bứt ra cái môi trường tù túng đó, hay là bất cứ lý do nào khiến cho bạn phải loay hoay, thì bạn vẫn có quyền lựa chọn cái thái độ, lựa chọn cái thái độ để chúng ta đối xử với cái vấn đề đó, và chúng ta hãy lựa chọn đúng. Vậy làm thế nào để lựa chọn đúng? Chúng ta phải biết mình. Có rất nhiều người sống tới 30, 40 tuổi, thậm chí là hơn, tìm đến những cái người mà tư vấn về kinh doanh nhé, thì họ chưa một lần trong đời họ trả lời những câu hỏi như là: mình là ai, mình có năng lượng gì lớn nhất, năng lượng nào dẫn họ đến sự thành công, sứ mệnh của họ là gì, tầm nhìn của họ tới đâu, và muốn trở thành ai trong cái cuộc đời này. Đấy. Giống như một chàng trai đi cưa gái vậy, nếu không biết mình cưa ai, sở thích như thế nào, gia đình ra sao, thì liệu chàng trai đó có cưa được gái hay không? Nếu mà không biết mình là ai, mình hấp dẫn nhất ở điểm gì, thì mình cần làm gì để tốt hơn, thì liệu cô gái đó có đủ hay không? Ở đây chính là thiên địa, chính là yếu tố thời thế, đó là yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ. Nếu biết lựa chọn đúng thời thế, đúng yếu tố vĩ mô bên ngoài môi trường kinh doanh, thì chúng ta đều ủng hộ, và chúng ta chắc chắn là đánh đâu thắng đó. Tất nhiên là với điều kiện là đã biết người, biết mình rồi, sản phẩm của mình có đủ tốt với nhu cầu của thị trường. Nếu lựa chọn sản phẩm mà khách không cần, hay là lựa chọn không đúng phân khúc, thì cũng vứt vứt đi như thường thôi, dù yếu tố môi trường có vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ như thế nào, đúng không? Và đó là tất cả những điều mà thầy mình, và đồng thời cũng là một người anh đi trước của mình, chia sẻ.
mình xin chia sẻ lại. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo.